Thằng Bình Minh này, trội Bắc Kỳ ăn pịa. Ăn pịa là gì? Tôn sùng đảng. Khỉ, sao không về xứ thiên đường ăn cá rô cây mà ở? À, xứ của nhà tao ấy, lúc nào tao muốn tao về. Đó là cái sự tự do, ai thích đi thì đi, ai thích về thì về. Còn cái lũ chúng mày có dám vác mặt về không? Thằng Bình Minh. Hả? Đảng khỉ. Sao cái đảng của mày thua cả con khỉ nữa? À, nói ra không biết ngượng. Việt Nam có bạn bọn phản quốc chống cộng cực đoan và Ba Que. Còn Lào cũng tương tự như bọn. Ba vòi tức là lá cờ chúng nó. Có ba đầu con voi, chúng nó cũng hay chửi cả ta và Lào. Tội Bắc Kỳ. À, Bắc Kỳ làm tướng của chúng mày đấy. Hả? Đúng không? Ừ? Bắc Kỳ sao chúng mày chửi Bắc Kỳ? Bắc Kỳ là tướng của chúng mày đấy. Nghĩ xem có bao nhiêu thằng Bắc Kỳ làm tướng của chúng mày. Lũ ngu. Đấy, chui vào đây, nói chuyện. Có thằng Ba Que xỏ lá, mọi người ơi. Vào đây mà chửi nhau với tao, tao cho chúng mày biết thế nào lễ độ. Hả? Nó không còn một cái lý luận gì nữa. Nếu mà giỏi đấy mà tranh luận mà cảm thấy rằng mình mà là cái người hiểu biết này kia các thứ thì mình phải dùng những cái lý luận để mình tranh luận với người ta chứ. Cái động một cái là con này con kia, mày càng chúng mày càng đè bẹp cái cộng sản đó, người ta xuống là con gì đi chăng nữa thì phải hạ thấp cái loại chúng mày xuống. Tao nói rồi hiểu chưa? Bây giờ ví dụ như là mày hai thằng đánh nhau. Đúng không? Mày cũng là giỏi, mày cũng có sức mạnh thì mày phải tôn mày mày bị thua thì mày phải nói cái người đánh được mày là tại vì người ta quá giỏi, người ta quá mạnh cho nên người ta đánh mình thua tại vì mình không đủ sức. Mình yếu mình phải nâng người ta lên để nâng cái giá trị của mình lên. Đây mình thua mà là mình lại chửi người ta con này con kia rồi á, ngu rồi này kia các thứ, thế hóa ra mày còn chúng mày còn ngu hơn cái người đó. Hiểu chưa? Bản chất của Ba Que là muốn cho đất nước mình không nhộn nhoi nên được. Đúng rồi. Pịa là phân trong ruột con động vật. Món pịa này của con dê hơi bị tuyệt vời đấy. Thằng ngu. Tao là dân Nam Kỳ khởi nghĩa đây, thằng Ba Que. Nghe thấy chưa? Thằng Ba Que đâu? Nói mỗi câu chạy mất ạ. À? Bọn lưu vong chúng mày mới không có đất chôn thân. Đúng rồi. Mẹ cứ động một cái sao mày không về đi. Mẹ chúng mày, chúng nó cái đất này nó không mang bom mang đạn ra xong nó không có sang Việt Nam, nó đánh Việt Nam thì người dân nó đó có cho người dân Việt Nam sang bên này không? Mẹ chúng mày được sang bên này chúng mày phải cảm ơn cộng sản, hiểu chưa? Không có cộng sản làm sao chúng mày được sang đây? Chúng mày nghĩ chúng mày ở ở Việt Nam cho dù cái Ba Que chúng mày còn đi chăng nữa, chúng mày có được bằng Mỹ, bằng Úc, bằng này kia không? Thế bây giờ tự nhiên chúng mày được sang đây, chúng mày sống, chúng mày sướng không? Chúng mày vẫn nói là sướng mà. Sướng hơn Việt Nam thì bây giờ chúng mày phải cảm ơn cộng sản chứ. Tao cảm ơn cộng sản. Trời hôm nay đẹp cho nên mình ra ngoài này mình ăn trưa. Bọn lưu vong chúng mày mới không có đất chôn thân. Đúng rồi. Chào Việt Cộng nằm vùng Lê Gia Vũ. Chào Quang Huỳnh. Tiến hóa chưa thành khỉ à em? Cái gì? Tao nè. Nguyễn Trung Kiên nói gì đấy?
Người cũng là từ con khỉ ra mà. Suốt ngày chửi Bắc Kỳ mà lại làm tướng của chúng mày đấy, lũ ba que ơi. Thằng Bắc Kỳ Lê Đình Kình từng bưng bô cho bọn khỉ 58 năm giờ cũng bị tụi ăn cá rô quay quẹt mỏ cắn thê thảm đấy. Vậy hả? Cái thằng đấy nó ngu, nó nghe chúng mày đấy, hiểu không? Nó nghe chúng mày á, vẽ đường cho chúng nó để chúng nó được cái đồng tiền. Đó. Cho nên là nó mới ngu, nó mới chết một cách nhục nhã như vậy, hiểu chưa? Xong rồi chúng mày quay ra chúng mày nói là thằng thằng già kình đấy nó không có liên quan đến chúng mày, tại sao chúng mày kêu gọi Liên Hợp Quốc này kia các thứ đó, trong khi dân Việt Nam người ta không có, người ta chửi cái thằng ấy như chó, thì chúng mày ở bên này chúng mày bênh chúng nó đó. Chúng mày là cái loại gì hả? Mẹ chúng mày ở bên này á, người ta những cái đứa nó bị bắn, có thằng Việt Nam bị cảnh sát nó bắn ấy, chúng mày đã bao giờ chúng mày biểu tình giúp cho nó chưa? Cái đấy là giúp chính cho bản thân chúng mày đâu, lũ chó chết. Chúng mày sống ở cái đất nước đấy mà chúng mày không dám há mồm, mà chúng mày bênh cái người Việt Nam thì chúng mày làm được cái gì cho người Việt Nam hả? Đến bản thân chúng mày cái sự tự do, chúng mày có học được cái người da đen chưa? Người ta đoàn kết, người ta ủng hộ, người ta một người chết nó làm ra như thế, nó biểu tình như thế. Còn cái lũ chúng mày á cầm quốc tịch của Mỹ hả, nhưng mà suốt ngày đòi tự do ở Việt Nam, trong khi cái bản thân mình sống ở một cái cộng đồng ở bên đấy không có một cái gì tự do hết. Chúng mày nói cho tao nghe, tự do ở chỗ nào? 5 người nhà báo chết đến bây giờ mấy chục năm rồi, đã tìm ra thủ phạm chưa? Lũ chó chết, chúng mày ngu lắm, hiểu không? Đó, cái sự tự do của chúng mày ở bên đây đấy, chúng mày đã đòi hỏi được cho chúng mày chưa, mà chúng mày đòi đòi cho người Việt Nam hả? Một cái thằng cầm cái cây bút chì bị bắn chết nhá, một cái người á, người ta làm kế toán này kia các thứ đi ra ngoài đường cũng bị bắn, cảnh sát bắn chết, chúng mày đã đòi được quyền lợi gì chưa? Cái đó là đòi riêng cho chúng mày đó, đòi được chưa, tự do được chưa? Chết như chó, chúng mày giúp đỡ gì cho chính cái bản thân cái cộng đồng của chúng mày, đã lên tiếng được cái gì chưa mà đòi đi đòi tự do cho người Việt Nam? Chúng mày có thấy chúng mày nhục không? Lũ cầu que chúng nó còn muốn phá hiệp định tự do để cho Việt Nam nghèo mãi. Đó, trong khi chúng mày suốt ngày cầm cờ biểu tình những người bắt tay với cộng sản này kia các thứ, Trump bắt tay với cộng sản đấy, sao chúng mày không biểu tình đi, chống đối đi? Chúng mày có phải ngu không? Một sự thất bại nhục nhã. Chúng nó mấy chục năm nó sống ở bên này, nó im cái mõm lại, chúng nó làm ăn, chúng nó no cho cái gia đình chúng nó, no cho nó tử tế nữa, nó no ngay những cái người cộng đồng ở bên này đi, đâu cần phải no cho ai, cho những người Việt Nam đâu. Mẹ homeless, homeless đầy đường kìa, ra giúp đỡ cho người ta đó. Bản thân chúng nó cũng đã làm được gì cho những cái người ở bên này đâu mà chúng nó bày đặt. Mẹ làm được một tí thì phách lối, khoe khoang, sĩ diện, toàn nhân sĩ thôi. Nhân là người mà, sĩ là sĩ diện, nhân sĩ của chúng nó toàn bọn sĩ diện, bọn tàn quân Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, là quân tay sai đánh thuê, quen ăn bám, tư duy nô lệ, ngàn năm không mở não ra được, đã ngu mà đòi chống cộng sản, chống gậy nhục nhã. Thay nũ vong nô, niêu vong niêu manh vô học,
cả thôi. Thật ra mọi người, chúng nó làm những cái trò đấy, chúng nó chỉ lừa chính chúng nó ở bên này thôi, chính lừa chính cái cộng đồng ở bên này thôi. Nó quyên góp, nó lừa người ta để người ta quyên góp cho chúng nó đó. Chúng nó cho người Việt Nam, những cái đứa ở Việt Nam thì ít, nhưng mà chúng nó đút vào túi thì nhiều, hiểu không? Đó, ví dụ như là người ta quyên góp cho nó mấy chục ngàn đi để nó làm cái việc gì đó, thì có khi nó xóm ra cho mấy cái thằng dân oan ấy được vài đồng, vài chục ngàn ấy, hoặc nó mua cho thùng mì, hộp mì này, cái bánh, cái kẹo đáng bao nhiêu tiền đâu, mấy đồng là hết rồi, nhưng mà nó đút hết vào túi nó đó. Thế nó lừa ai? Nó lừa lừa chính cái cộng đồng người Việt ở bên này, chứ không phải nó lừa người Việt Nam. Việt Nam đâu có đưa tiền để quyên góp cho chúng nó đâu, đúng không? Cho nên là mọi người phải hiểu được những chính những cái người ở bên này, người ta vô tư, đôi khi người ta không có cái đầu óc chống cộng, mà người ta chỉ đi vui vẻ thôi. Nó mở ra một cái đại nhạc hội rồi người ta đi, người ta nhảy múa hát ca, người ta nghe nhạc này kia các thứ, vô tình á là quyên góp cho chúng nó. Không, nó chụp ảnh này kia các thứ, nó nói ở chống cộng này kia các thứ, nhưng thực sự người ta đi chơi là nhiều đó. Người ta vô tình người ta bị chúng nó đưa vào những cái kiểu như vậy đó, là chúng nó tự lừa nhau thôi, không? Chính cái đồng bọn của chúng nó mà chúng nó còn không tha, thì nó thương gì người Việt Nam? Người Việt Nam phải hiểu ra là như vậy, đừng có mắc mưu chúng nó rồi vì vài cái đồng bạc rồi đi tù đi tội khổ ra.